Hi, xin chào các anh em, mình là Irene đến từ Coin68. Đối với các anh em đã skin in the game trong thị trường crypto cũng như là các anh em đam mê tìm hiểu về công nghệ, đặc biệt là công nghệ blockchain thì hẳn là ít nhất một lần các anh em đã nghe đến khái niệm là blockchain node đúng không nào? Blockchain node thì là các cái nút để lưu trữ này, truyền tải và bảo quản các cái dữ liệu trên nền tảng blockchain. Nói một cách đơn giản thì một blockchain sẽ tồn tại ở trên các node. Vậy anh em đã bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mỗi cá thể trong chúng ta sẽ trở thành một blockchain node hay chưa? Việc kết hợp công nghệ blockchain cùng với công nghệ sinh trắc học hẳn là một ý tưởng khá là táo bạo nhưng mà cũng rất là thú vị đúng không nào? Và hôm nay anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu và khám phá dự án mang tên Human Node, một nền tảng công nghệ hứa hẹn sẽ đem đến những cái đột phá trong tương lai nhé. Và lưu ý rằng đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sản xuất trước mỗi quyết định số tiền của bản thân nhé. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên hãy cùng đi tìm hiểu Human Node là gì nhé. Dự án Human Node thì là mạng lưới tiền mã hóa bằng sinh học đầu tiên trên thế giới và được vận hành theo nguyên tắc là một node bằng một vote bằng một human. Khác với các cơ chế vận hành khác trên blockchain thường thấy như là Proof of Stake hay là Proof of Work thì ở Human Node chúng ta có một cơ chế vận hành khá là mới lạ mang tên là Proof of Uniqueness, có nghĩa là bằng chứng cho sự duy nhất, và Proof of Existence hay là bằng chứng cho sự tồn tại. Để triển khai và vận hành một node ở trên mạng lưới của Human Node thì mỗi validator cần trải qua một cái quy trình xác thực bằng nhân trắc học để chứng minh được là mỗi cá nhân của họ là duy nhất và đang tồn tại ở trên blockchain này. Mỗi người thì chỉ có thể tạo ra một node ở trên mạng lưới của Human Node và mỗi node đó thì sẽ tương đương với một vote hay là một phiếu bầu. Human Node thì sẽ không quan tâm là validator đó có bao nhiêu tiền hay là có nhiều tiền hay không, họ sống ở quốc gia nào, giới tính ra làm sao, tuổi tác bao nhiêu. Điều họ quan trọng là xác minh được mỗi node đó là một con người và đang sống, đang hiện hữu và là duy nhất, là cá thể duy nhất ở trên cái hệ thống này. Mỗi một người thì chỉ có thể chế tạo và vận hành một node trên hệ thống của Human Node mà thôi. Mỗi một node này thì sẽ tương đương với một vote hay là một phiếu bầu. Human Node thì cũng sẽ không quan tâm đến việc là ở mỗi validator có tiền hay là không, có bao nhiêu tiền, có nhiều hay ít, hay là chủng tộc ra làm sao, giới tính như thế nào, đang sống ở đâu, quốc gia nào. Bởi vì là họ chỉ quan tâm đến việc xác nhận được bạn một node là một con người đang tồn tại và là cá thể duy nhất trên mạng lưới của họ. Cũng chính cơ chế độc đáo này thì sẽ tạo ra sức mạnh nhờ sự phân bố đồng đều quyền lực. Bạn có một vote, tôi có một vote và tất cả chúng ta đều có sức mạnh hay là quyền lực ngang bằng nhau. Ngoài ra, nếu mà bạn là một scammer và bạn muốn scam dự án thì nhân trắc học của bạn sẽ bị đưa vào blacklist hay là vào danh sách đen và sẽ bị phạt theo quy định. Và nếu như là cái vấn đề bạn gây ra thực sự là rất là nguy hiểm và tổn hại nặng nề thì bạn sẽ bị cấm tham gia vào mạng lưới vĩnh viễn. Đặc điểm nổi bật thứ hai của hệ thống Human Node đó chính là chi phí vận hành khá là tiết kiệm. Dự án thì có thể vận hành 100 node khác nhau toàn thời gian, chỉ tốn 0,058 TWh một năm, tức là chỉ bằng khoảng 0,065% so với việc vận hành mạng lưới Bitcoin. Human Node là một mạng substrate có khả năng tương thích với EVM. Khả năng tương thích với EVM hay là Ethereum, tức là các nhà phát triển có thể đưa các cái hợp đồng thông minh của họ từ chain của Ethereum sang chain phi tập trung từ các nhà phát triển của Human Node. Bên cạnh đó, bằng việc bắc cầu qua Human Node từ các cái chain mà tương thích với Ethereum khác thì Human Node sẽ có thể xử lý các cái sinh trắc học cũng như là tăng khả năng chống mạo danh cho các dApp khác và cũng như là một số giao thức phi tập trung khác. Điều này thì mở ra khả năng vô tận cho các trường hợp sử dụng đặc biệt, ví dụ như là một số các cái phương thức như là P2P này, IDO Launchpad hay là NFT, Airdrop vân vân. Thông tin cơ bản của token Human Node cũng như là cách phân bổ token này thì mình sẽ đưa ở trên màn hình để cho các bạn có thể cùng theo dõi nhé. Các bạn cũng có thể xem ở đây giá public sale cho token của dự án là HMND, các đợt mở bán public sale cũng như là lịch trả HMND token. Qua lịch trả token HMND ở trong tương lai thì có thể xác định là thời gian vesting sẽ kéo dài 60 tháng và tháng bắt đầu TGE sẽ là tháng 10 theo như lịch public sale. Vậy nên các mốc cần chú ý sẽ là tháng 2 năm 2023, tháng 10 năm 2025, tháng 10 năm 2026 và tháng 11 năm 2026. Về use case hay là công dụng của HNMD token. HNMD token thì sẽ là native token của blockchain Human Node Layer 1. Dự án thì sẽ hỗ trợ đầy đủ các smart contract trên Ethereum cũng như là hỗ trợ các blockchain khác mà tương thích với EVM. Tuy nhiên, HNMD thì cũng hỗ trợ xác nhận sinh trắc học với một số trường hợp như sau. Đầu tiên là giảm phí giao dịch. Thứ hai là triển khai và tương tác với các hợp đồng thông minh. Thứ ba là kiểm tra sinh trắc, tính duy nhất và tính tồn tại.
Và cuối cùng là lưu trữ dữ liệu dựa trên sự tin cậy giữa con người với con người. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về roadmap cũng như lộ trình phát triển của dự án. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì HumanNode đã phát triển từ năm 2021. Và năm 2021 thì dự án đã chạy testnet và có đến hơn 10.000 người tham gia trở thành validator. Đến năm 2022 thì dự án thực hiện phần lớn các cái nâng cấp về bề mặt nền tảng, quan trọng nhất là EVM và các cơ chế đồng thuận, triển khai mainnet và ra mắt token. Và các bạn cũng có thể xem những cái lộ trình phát triển sắp tới trong năm 2023 cũng như là năm 2024 của dự án HumanNode ở đây. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về đội ngũ phát triển của HumanNode. HumanNode thì gồm 21 thành viên ở trong các đội kỹ thuật và vận hành, làm việc từ xa ở trên toàn thế giới, từ các nước như là Mỹ này, Ukraine, Venezuela, Nhật Bản hay là Ấn Độ vân vân. Ba câu founder chính của HumanNode thì các bạn có thể xem ở đây. Đầu tiên là Dato Kavazi là founder của HumanNode, đồng thời là director và head of strategy của Paradigm Research. Thứ hai là Victor Zimmer, founder của HumanNode, managing partner và head of fundamental analysis của Paradigm Research. Và cuối cùng là Moxie, co-founder của HumanNode. Đây là một coder cực đỉnh ở trên GitHub. Trong vòng một năm qua thì ông ấy đã đóng góp hơn 2.700 sửa đổi cho các dự án mã nguồn mở khác nhau, tức là trong một ngày thì đóng góp tới 9 đến 10 các cái ý tưởng khác nhau ở trên GitHub. HumanNode thì có sự tham gia góp mặt của một số các cái quỹ đầu tư tên tuổi như là Wintermute, Baryon Capital và Crypto.com. Điều này thì cũng tăng độ uy tín cũng như là khả năng phát triển của dự án ở trong tương lai. Và cuối cùng chúng ta hãy cùng đi đánh giá dự án HumanNode để xem là chúng ta có nên đầu tư vào token HNMD hay không nhé. Dự án HumanNode thì đã đem lại một cái cơ chế đồng thuận hoàn toàn mới so với các cơ chế hiện nay trên thị trường như là Proof of Work hay là Proof of Stake. Điều này thì sẽ là một làn gió mới mẻ khiến cho HumanNode trở nên khác biệt và đặc biệt so với thị trường. Tuy nhiên điều này cũng tạo ra thách thức khi mà khiến cho HumanNode sẽ phải educate thị trường này, tăng độ tin tưởng cũng như là tăng mức độ chấp nhận của thị trường đối với cơ chế đồng thuận mới này. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận được rằng là các cái cơ chế mới của HumanNode sẽ là những cái công nghệ mới có thể thay đổi cái khả năng vận hành cũng như là cách vận hành của blockchain ở trong tương lai. Mình sẽ để link cộng đồng của dự án HumanNode Việt Nam ở phía bên dưới để anh em có thể join vào tham khảo cũng như là tìm hiểu thêm về dự án HumanNode nhé. Lưu ý một lần nữa là đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn cân nhắc cũng như là sáng suốt trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Anh em có thích dự án này không và có nghĩ đây sẽ là tương lai của blockchain hay không? Hãy comment cảm nhận của mình ở phía bên dưới và mình sẽ hẹn gặp anh em ở những video sau nhé. Bye!